Kính thưa cha Linh Hướng, linh mục nhạc sĩ Hải Đăng và quý đoàn Việt Kiều Mỹ. Hành trình nào cũng bắt đầu bằng những bước chân, nhưng không phải bước chân nào cũng mang đến những cảm xúc sâu lắng như hành trình xuyên Việt này. Chúng ta đã không chỉ vượt qua những con đường, những dãy núi, những dòng sông, mà còn đi qua những cung bậc cảm xúc, kết nối những trái tim và mở ra những trải nghiệm không thể nào quên. Hãy cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc tuyệt vời mà chúng ta đã cùng chia sẻ. Hãy nhớ lại giây phút khi chúng ta khởi hành hướng về thành phố biển Phan Thiết xinh đẹp, với điểm dừng chân đầu tiên đầy ý nghĩa tại linh điện Đức Mẹ Tà Bao. Giữa bầu trời xanh trong và ánh nắng dịu nhẹ, tượng Đức Mẹ hiện ra thanh thoát như một lời chào đón an lành, làm dịu lòng những ai đến với nơi đây. Đoàn chúng ta dừng chân, tận hưởng không khí yên bình và thiêng liêng để rồi tiếp tục chuyến hành trình về phía biển Phan Thiết. Khi thành phố biển dần hiện ra trước mắt, ánh hoàng hôn nhuộm cả một góc trời. Nhưng ngay lúc ấy, Phan Thiết đón chào chúng ta bằng một cơn mưa nặng hạt. Những giọt mưa rơi xuống như thêu dệt thêm cho khung cảnh một nét lãng mạn đặc trưng, khiến cho bao ký ức xa xưa ùa về. Cơn mưa xối xả làm dịu cái nắng ban ngày, đồng thời mang đến một không gian huyền ảo, nơi những nụ cười và niềm vui của đoàn ta dường như trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Một khởi đầu tuyệt đẹp và đầy cảm xúc cho hành trình khám phá biển xanh và cát trắng. Rời xa biển cả, chúng ta tiến về Đà Lạt, thành phố của sương mù, hoa cỏ và những cơn mưa phùn bất chợt. Nơi đây, từng ngọn thông xanh reo trong làn gió, từng buổi chiều hoàng hôn trải dài ánh vàng trên mặt hồ Xuân Hương, tạo nên khung cảnh lãng mạn đến nao lòng. Ngày đầu tiên, chúng ta đã cảm nhận hơi thở thiên nhiên khi lang thang qua những vườn hoa rực rỡ, nơi mưa phùn như những hạt ngọc lấp lánh. Đêm về, không khí se lạnh khiến từng bước chân tại chợ đêm Đà Lạt trở nên gần gũi và ấm áp. Ngày thứ hai tại Đà Lạt, chúng ta tiếp tục tham quan các điểm du lịch đặc sắc, khám phá những con dốc uốn lượn, những ngọn đồi cao với tầm nhìn bao quát thành phố, để cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ mà lãng mạn. Đặc biệt, buổi tối với trải nghiệm đáng nhớ khi cả đoàn tham gia chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng cùng người bản địa. Âm thanh cồng chiêng vang vọng giữa núi rừng, lửa trại bập bùng và những điệu múa truyền thống đã mang lại cho chúng ta những cảm xúc sâu lắng, kết nối với nền văn hóa Tây Nguyên độc đáo. Chúng ta tiếp tục hành trình khám phá Nha Trang, nơi biển xanh và nắng vàng hòa quyện tạo nên khung cảnh thiên đường. Đoàn đã có những giây phút đáng nhớ khi tham gia các hoạt động sôi nổi tại bãi tranh, nơi bãi biển hai màu đặc sắc với cát trắng mịn và sỏi đá. Tại đây, mọi người đã thả mình dưới làn nước mát, thử sức bay lượn trên dù kéo cùng nhiều hoạt động vui chơi giải trí đầy thú vị. Những khoảnh khắc ấy mang đến cảm giác phấn khích và đầy năng lượng. Tiếp nối là chuyến thăm hòn Tầm, một trong những hòn đảo đẹp nhất Nha Trang. Tại đây, đoàn đã có dịp khám phá vẻ đẹp rực rỡ của những dạng san hô giữa biển trời xanh biếc, tận hưởng sự yên bình giữa không gian thiên nhiên tuyệt đẹp và thưởng thức những món hải sản tươi ngon bên bờ biển. Nha Trang đã mang lại những trải nghiệm tuyệt vời, không chỉ là thành phố du lịch náo nhiệt với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên mà còn về những hoạt động vui chơi đa dạng, giúp đoàn có những phút giây thư giãn và gắn kết. Hành trình rời Nha Trang mang theo những kỷ niệm đẹp để rồi Phú Yên chào đón chúng ta bằng những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Tháp Nghinh Phong vươn cao giữa đất trời, gành đá đĩa kỳ lạ với những phiến đá tự nhiên xếp chồng, khiến lòng người say mê. Buổi trưa tại đầm Ô Loan, hải sản tươi ngon làm bừng lên hương vị của biển cả miền Trung. Khi đặt chân đến Quy Nhơn, đoàn ta như bước vào một thiên đường thực sự, kỳ co với biển xanh, cát trắng, cùng làn nước trong vắt khiến ai cũng ngỡ ngàng. Những khoảnh khắc ở eo gió, nơi gió biển mát lành hòa quyện với vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên sẽ mãi là dấu ấn không thể nào quên. Mỗi phút giây của hành trình đều chứa đựng những kỷ niệm đẹp, tạo nên một chuyến đi trọn vẹn, đáng nhớ. Buổi sáng, ánh nắng vàng nhẹ nhàng trải dài trên Quy Nhơn, như lời chào tạm biệt đầy lưu luyến. Đoàn chúng ta tiếp tục hành trình về Đà Nẵng, ngang qua những cánh đồng mênh mông, nơi biển trời như hòa quyện thành một. Trên đường đi, chúng ta dừng chân tại Đức Mẹ Trà Kiệu, nơi linh thiêng, để lòng mỗi người thêm an yên và thanh tịnh. Khi đến Hội An, cả đoàn như lạc bước vào thế giới cổ tích với những con phố đèn lồng rực rỡ, chùa cầu trầm mặc và nét cổ kính phủ đầy sắc màu thời gian. Đặc biệt, rừng dừa Bảy Mẫu với khung cảnh sông nước xanh mát và hàng dừa bát ngát đã mang lại trải nghiệm đầy thú vị. Ngồi trên thuyền thúng, chúng ta thả mình trôi theo dòng nước, cảm nhận sự bình yên hiếm có giữa thiên nhiên. Tiết mục múa thúng và đua thuyền truyền thống đầy vui nhộn càng làm chuyến đi thêm phần sinh động, khó quên. Thưởng thức bữa tối bên dòng sông Hoài Yên ả, chúng ta cảm nhận được hương vị đặc trưng của phố cổ, vừa bình dị vừa ấm áp. Đêm về, Đà Nẵng chào đón chúng ta bằng sự hiện đại và lung linh, kết thúc một ngày trọn vẹn với những khoảnh khắc đẹp đẽ, để lại trong lòng mỗi người những ký ức không thể phai mờ.
đoàn chúng ta tạm biệt Đà Nẵng để hướng về cố đô Huế, mảnh đất của những câu chuyện lịch sử và nét cổ kính khó phai. Con đường ngang qua đèo Hải Vân mở ra trước mắt chúng ta cảnh sắc tuyệt đẹp, nơi núi rừng chạm vào biển cả, tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và lãng mạn. Những khoảnh khắc đi qua, ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Lăng Cô bên dưới sẽ mãi là những ký ức khó quên. Đến với đại nội Huế, chúng ta như quay ngược thời gian trở về thời kỳ vàng son của triều đại nhà Nguyễn. Những cung điện cổ kính, ngọ môn uy nghiêm và lầu Ngũ Phụng tinh xảo vẫn lưu giữ hồn cốt của một thời quá khứ. Cùng với tiếng thuyết minh đầy cảm xúc, mỗi góc nhỏ của hoàng thành đều kể lại những câu chuyện lịch sử đầy tự hào. Đoàn chúng ta cũng được thưởng thức ca Huế trên sông Hương, nét văn hóa độc đáo và tinh tế của cố đô. Những giai điệu ngọt ngào, lắng đọng của tiếng nhạc và giọng ca Huế đã mang đến một không gian tĩnh lặng, đậm chất thơ, hòa quyện với dòng sông lững lờ trôi. Một ngày ở Huế khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mỗi người. Sau những khoảnh khắc đầy cảm xúc tại Huế, đoàn chúng ta tiếp tục hành trình về Quảng Bình, vùng đất với những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ. Trên đường đi, chúng ta ghé thăm Đức Mẹ La Vàng, nơi thiêng liêng đã chứng kiến nhiều phép lạ. Tại đây, mỗi người như lắng lại để tâm hồn được thanh lọc và thêm niềm tin vào sự an lành. Tiếp tục hành trình, đoàn chúng ta đến với Động Phong Nha, kiệt tác của Tạo Hóa, nơi được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Thuyền đưa chúng ta trôi trên dòng sông Son xanh ngắt, tiến vào lòng động. Cảnh tượng trước mắt hiện ra như một bức tranh huyền ảo với hệ thống thạch nhũ rực rỡ, lung linh như những tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc qua hàng triệu năm. Từng giọt nước tí tách rơi từ các mỏm đá cao, khiến cho không gian thêm phần huyền bí và đầy mê hoặc. Quảng Bình không chỉ là nơi có thiên nhiên đẹp đến ngỡ ngàng, mà còn mang trong mình sự thanh bình, yên ả. Buổi tối tại biển Nhật Lệ, với tiếng sóng vỗ rì rào và hương gió biển mặn mà, chúng ta thả mình trong không gian thơ mộng ấy, khép lại một ngày dài với những trải nghiệm đầy thú vị. Chia tay Quảng Bình sau những trải nghiệm tuyệt vời tại Động Phong Nha, đoàn chúng ta lại quay về Đà Nẵng, nơi vẻ đẹp hiện đại và nhịp sống sôi động luôn chào đón. Nhưng hôm nay, hành trình sẽ đưa chúng ta lên cao, đến với chốn tiên cảnh Bà Nà Hill, nơi núi rừng ôm trọn mây trời và thiên nhiên quyện hòa với những công trình kiến trúc kỳ vĩ. Ngồi trên cáp treo, cả đoàn như lướt giữa những tầng mây trắng xóa, ngắm nhìn núi rừng bao la dưới chân, cảm nhận rõ nét vẻ đẹp kỳ diệu của Đà Nẵng từ trên cao. Khi cabin dừng lại, cảnh tượng tuyệt mỹ của cầu Vàng hiện ra trước mắt. Đôi bàn tay khổng lồ như nâng niu chiếc cầu giữa không gian xanh thẳm, tạo nên khung cảnh ấn tượng, đẹp đến ngỡ ngàng. Từng bước chân trên cầu Vàng khiến chúng ta như bước vào một thế giới khác, lãng mạn và hùng vĩ, nơi mà sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên đạt đến đỉnh cao. Không chỉ dừng lại ở đó, cả đoàn sẽ khám phá làng Pháp, nơi mang vẻ đẹp cổ kính của những tòa lâu đài châu Âu giữa lòng Việt Nam. Tiếng cười vang lên giữa các trò chơi thú vị tại Fantasy Park, từ những chuyến phiêu lưu mạo hiểm đến những cuộc hành trình đầy thử thách. Đây là lúc cả đoàn thỏa sức vui chơi, tận hưởng từng phút giây đầy niềm vui. Rời xa Đà Nẵng sôi động, đoàn chúng ta tiến về vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ, Kon Tum. Cảnh sắc nơi đây khác biệt hoàn toàn với những gì chúng ta đã trải nghiệm, mang một vẻ đẹp hoang sơ, mạnh mẽ nhưng cũng đầy cuốn hút. Khi đến Kon Tum, đoàn dừng chân tại nhà thờ gỗ, một biểu tượng đặc trưng của vùng đất này. Với kiến trúc kết hợp giữa phong cách Roman và nét văn hóa Tây Nguyên, nhà thờ đứng sừng sững giữa thiên nhiên, mang đến cảm giác vừa cổ kính, vừa gần gũi. Bước vào bên trong, những nét chạm khắc tinh xảo trên gỗ càng làm cho không gian thêm phần trang trọng và linh thiêng. Tiếp tục hành trình, chúng ta cũng đã được đến với trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng Đen, nơi Đức Mẹ cụt tay được tôn kính, nổi tiếng với những câu chuyện linh thiêng. Khung cảnh núi rừng bao quanh khu hành hương tạo nên một không gian yên bình, khiến lòng người như lắng lại giữa thiên nhiên thanh tịnh. Sau những trải nghiệm tuyệt vời tại Kon Tum, giờ đây đoàn chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đến vùng đất Gia Lai, nơi được mệnh danh là trái tim của Tây Nguyên với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Trên đường di chuyển, chúng ta đã có cơ hội chiêm ngưỡng Hồ Tơ Nưng, một viên ngọc giữa rừng núi Gia Lai, nơi mặt hồ xanh biếc lấp lánh dưới ánh nắng tạo nên khung cảnh thơ mộng khó quên. Tiếp đến, đoàn dừng chân tại biển Hồ Chè, một vùng đất trồng chè bạt ngàn xanh mướt, mang đến không gian bình yên và thanh thản giữa lòng Tây Nguyên đại ngàn. Chia tay Gia Lai, đoàn chúng ta tiếp tục hành trình hướng về Buôn Mê Thuột, nơi núi rừng Tây Nguyên mở ra những khám phá mới đầy hứa hẹn. Khi Buôn Mê Thuột dần hiện ra, những vườn cà phê bạt ngàn đã bắt đầu chào đón. Đây là vùng đất nổi tiếng với văn hóa cà phê đậm đà, nơi đoàn sẽ có cơ hội khám phá bảo tàng cà phê Trung Nguyên, nơi lưu giữ những câu chuyện về hạt cà phê, không chỉ mang hương vị của Tây Nguyên mà còn là biểu tượng của tình yêu và khát vọng. Sau đó,
đoàn chúng ta tiếp tục ghé thăm Buôn Khô Thôn, một buôn làng đậm chất văn hóa của người Ê Đê. Tại đây, chúng ta đã được trải nghiệm cuộc sống giản dị và chân thật của người dân bản địa cùng những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tiếng cồng chiêng vang vọng giữa núi rừng, những nụ cười hiền hậu của người dân nơi đây đã làm ấm lòng mỗi thành viên trong chúng ta. Kính thưa quý vị, hành trình nào rồi cũng sẽ đến lúc phải dừng lại, nhưng những kỷ niệm, những cảm xúc thì mãi mãi ở lại trong tim mỗi chúng ta. 19 ngày 18 đêm một quãng thời gian không quá dài, nhưng đủ để chúng ta gắn kết, hiểu nhau hơn và cùng nhau viết nên những câu chuyện đẹp đẽ trên mỗi cung đường đã qua. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua những cung đèo uốn lượn, cùng ngắm nhìn những cảnh đẹp hùng vĩ của đất trời. Và quan trọng nhất là đã cùng nhau chia sẻ những nụ cười, những niềm vui và cả những phút giây lắng đọng. Mỗi nơi ta đi qua, mỗi chặng dừng chân đều ghi dấu những khoảnh khắc khó quên, những giây phút mà có lẽ chúng ta sẽ mãi nhớ về khi nhìn lại. Cảm ơn quý vị, những người bạn đồng hành, vì đã cùng nhau tạo nên một chuyến đi đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Cảm ơn những nụ cười, những cái bắt tay ấm áp và cả những lời chia sẻ chân thành đã làm cho hành trình này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Dù chuyến đi đã kết thúc, nhưng tình cảm mà chúng ta dành cho nhau, những kỷ niệm mà chúng ta đã cùng nhau tạo nên sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong hành trang cuộc sống của mỗi người. Hy vọng rằng, những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau sẽ luôn là một nguồn động viên, một niềm vui nhỏ bé mỗi khi nhớ về. Hẹn gặp lại quý vị trong những chuyến đi tiếp theo để cùng nhau tiếp tục khám phá, trải nghiệm và viết thêm những câu chuyện đẹp về cuộc sống, về con người và về chính chúng ta. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại! One day I'll touch your soil.